cửa ấy. Cái lắp nè, máy bơm hơi là phải có đầy hơi nè, khí đồng hồ van lên nè, đồng hồ chạy lên nè, đó. Thì bắt đầu lấy ra từ cái dây hơi ra nè, ống dây hơi nè, thì bắt đầu từ đầu đây, đầu đây đầu hơi đồng hồ đây, đây quay về đây đồng hồ đây là không có hơi vào đúng không? Đấy, thì ta lắp vào nè, ta lắp vào nè, ta nhấn vào nè, nhấn sâu vào nè, ok chưa? Đấy, khi mà ta muốn tháo ra thì ta bóp hai cái ngàm này, ta rút ra này, đấy, đấy. Đây ta xả ra đúng không? Đấy. Nè, đến đây, ở đây là có hơi đúng không? Ở đây có hơi nè. Ở đây có hơi này, ở đây chưa có hơi, đồng hồ chưa báo hơi, có nghĩa là đồng hồ là máy chưa có hơi này. Và mở van hơi ra này. Mở van hơi này thì bắt đầu đây là có hơi chưa? Có hơi rồi. Đó, hơi là vào nha, đúng không? Đấy. Thì bắt đầu đã ta ở đây là cái công tắc của cái biến tần này, bật cái này lên này thì là biến tần nó chạy này, đó, điều chỉnh nhanh chậm ở cái biến tần này, đây, biến tần điều chỉnh nhanh chậm này, đấy, nhanh chậm đây biến tần đây, đấy, đấy, sau đó này đây cái công tắc của biến tần này, đấy, còn đây là cái công tắc của cái dao cắt này, dao cắt này. Thì ta bật nè, vô đây, ở đây có hơi, ta để ở đây có hơi đúng không? Ta bật cái này lên, đấy. Đấy. Thì ở đây là cái con mắt cảm biến này. À, thì đấy, ta chú ý ta vặn chiều ngang này. Đấy. Ngang dài, muốn kích thước nó dài bao nhiêu này. Đấy. Đấy, đây là cái con mắt cảm biến này. Đấy. Thì ta điều chỉnh, muốn điều chỉnh dài ngắn thì ta nới ốc này ra. Nới đóng này ra, vặn này, siết vào này, đấy. Trong trường hợp mà muốn dài ra, bột ra thì ta hạ cái càng này xuống. Đấy, hoặc là kéo lên ta điều chỉnh ra cho nó phù hợp với cái càng của cái dao cắt, đấy. Còn đây là cái dừng máy này. Đó, dừng máy thì tất cả các hoạt động đều không được. Đấy, cái công tắc dừng máy này. Ta nới, ta mở cái công tắc này ra nha, đấy, ok chưa? Đấy, vặn ngược, đấy. Ok chưa? Đấy. Nó chỉ có thế thôi. Đấy, công tắc chụp xoắn, đấy. Rồi, công tắc rồi. Đấy. Ok. Đấy. Nhớ mà van hơi này là phải đầy nhá, van hơi phải đầy thì mới chạy dao cắt được nhá. Đấy, và chú ý ta bảo dưỡng, ta tránh bị vỡ các thứ về cái van hơi và cái đầu hơi này. Ok. Khi tao tháo ra thôi. Thì đó ta phải tắt cái này trước này, tắt cái hơi không cho vào này, đấy, thì ta mới rút ra được, đấy, ta rút ra, đấy. Nhớ các đầu hơi ta kiểm tra các đầu hơi cho nó dây riếc là nó kín nhá, kín để nó thông rồi nhá, đấy, thôi từ vòng đây thì kéo đây, đấy, còn bây giờ ta tháo dao, muốn thay mặt sàng thì tháo dao ra, vặn tháo cái trục xoắn này ra. Thì ta thay khuôn vào và rút, có thể rút được cả cái trục xoắn ra này. Đấy, rút được cả trục xoắn rồi nhá. Đấy, rồi thế thôi.